Xin kính chào quý vị. Chủ nhật cuối tuần thì hầu khắp cả ba miền đất nước đều nắng ráo. Nam Bộ trời nắng nhiều nhưng không nóng, còn Bắc Bộ hanh khô kéo dài đang khiến cho nguy cơ cháy rừng gia tăng. Điển hình như ở Hà Nội thì hanh khô đã kéo dài suốt cả nửa tháng nay. Ngày nào thì độ ẩm trong không khí cũng xuống rất thấp, hầu hết là dưới 50%, thậm chí có ngày xuống chỉ còn 17%. Mức ẩm quá thấp khiến cho lớp thực bì trong rừng khô giòn và dễ bắt lửa. Hiện thì một số diện tích rừng ở Sóc Sơn hay Sơn Tây của Hà Nội thì đang cảnh báo nguy cơ cháy ở mức cấp 4, tức là cấp nguy hiểm. Ngoài ra thì một loạt các cánh rừng thuộc Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sang đến Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Giang cũng nằm trong cảnh báo cháy ở mức cấp 4. Hanh khô còn kéo dài mà giờ thì mới bắt đầu vào mùa cảnh báo cháy rừng ở miền Bắc. Nếu như sơ suất để xảy ra cháy thì rất dễ lan rộng, khó kiểm soát. Vì vậy, Cục Kiểm Lâm khuyến cáo bà con tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và gần rừng. Còn về nhiệt độ cao nhất chiều nay tại thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Trời có nắng cho nên không khí ấm áp và dễ chịu. Ở Trung Bộ sang hôm nay thời tiết tốt lên, chỉ có Đồng Hới là đôi lúc có mưa nhỏ. Còn lại các nơi khác thì trời tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Huế là từ 21 đến 25 độ. Còn Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết 26 đến 31 độ. Ở Nam Bộ thì trời nắng nhiều, thế nhưng không nóng nhờ gió Đông Bắc thổi đều. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác sẽ trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Lưu ý là không khí khá khô với độ ẩm dao động chỉ từ 40 cho đến 60%. Trên biển, vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi, quanh huyện đảo Trường Sa thì gió vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 6, cấp 7. Giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong chiều và tối nay.